Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng thì anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Mosu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cái series video hướng dẫn anh em chơi 7 ngày của tựa game Võ Thần Tam Quốc. Đấy, thì mình sẽ định gộp video nhá. Mình sẽ định gộp video ngày 1 đến ngày 2 thành cái, ngày 3, ngày 4 một cái, với lại là 3 ngày cuối một cái cho mọi người đỡ mất thời gian, chia ra nó lâu á. Rồi, với ngày đầu tiên là ngày đầu tiên thì mình cũng mới cài một chút thôi. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta tức là ăn full code nhá. Thì các bạn bốc full code đi đã. Game có bao nhiêu code múc hết rồi. Với shop thì hai thứ đầu tiên các bạn bắt buộc phải mua, đó chính là thể lực đan và tinh lực đan. Anh em mua hết giúp mình, mua hết giúp mình nhá. Đấy, khi mà các bạn đi map hoàn thành ít nhất là 8 tám bản tám ải thì các bạn sẽ nhận được hai cái dương, một là dương chọn tướng chúa công kiểu như này đấy, hai là dương chọn tướng boots đó. Thì cái này thì nếu như anh em nào xác định ngay từ đầu là các bạn sẽ chơi một đội hình nào đó thì các bạn rất 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 dễ dàng để chọn, bởi vì nó là bốn tướng của bốn nước khác nhau, rất dễ đúng không? Còn nếu như anh em nào vẫn đang băn khoăn là không biết mình nên chơi cái gì thì mình có một cái hướng đi khác. Chúng ta sẽ tích KNB quay tướng trước. Tối thiểu quay một lần, và mình nghĩ tốt nhất là chỉ có cần quay một lần thôi là đủ. Quay một lần x10, sau đó là xem mà chúng ta sẽ có được đội hình gì, rồi chúng ta sẽ tiếp theo đến chúng ta sẽ mở cái dương tướng và lấy tướng đó. Thì chơi sẽ đầu chơi những ngày đầu game nó sẽ hiệu quả nhất, bởi vì trước sau gì thì cũng sẽ có đổi kênh thôi nếu như các bạn muốn. Đấy. Nhớ là chúng ta có một cái nhiệm vụ hàng ngày, các bạn nhớ làm full nhá. Những nhiệm vụ hàng ngày này nhớ làm full nhiệm vụ, các bạn nhận được hết phần quà và trong này nó có rất là nhiều EXP để lên level. Xong game thẻ bài ấy, thì hai thứ quan trọng nhất đó là lực chiến và level. Đấy, đây là một, đó là hai cái gọi là cực kỳ quan trọng của tựa game này, dòng game này, thì mọi người vui lòng lấy hết giúp mình. Đấy. Rồi, còn bây giờ sẽ là đến sự kiện là 7 ngày nhờ. Event 7 ngày. Thì đối với từng ngày, chúng ta sẽ có những cái ví dụ quà nửa giá, gọi là quà giảm giá và các nhiệm vụ để các bạn hoàn thành. Đấy, sẽ phải cố gắng hoàn thành. Và cái mục tiêu lực chiến của chúng ta bây giờ chắc chắn các bạn đang rất là hoang mang, không biết là chúng ta phải cố gắng đạt được lực chiến bao nhiêu không. Thì anh em cứ để ý những cái lực chiến từ cái ngày thứ bảy này chẳng hạn, là nó cần bao nhiêu lực chiến, với lại là cái ngày thứ nhất này đấy, nó đạt từ cái mức lực chiến như thế các bạn sẽ nhận những cái quà gì. Thì những nhiệm vụ chúng ta phải cố gắng làm sao hoàn thành được tất cả những cái nhiệm vụ trong 7 ngày này. Thì nếu như lực chiến của bạn hoàn thành đủ để nhận được tất cả những lực chiến của bạn ổn. Đấy, đấy là một trong những cái cách để mà xác định xem áo ta có thỏ quá hay là không. Đấy, ngày một các bạn có thể thỏ một chút, nhưng ngày hai có thể thỏ một chút, nhưng mà đến đến cuối làm sao các bạn căn cho nó đủ là được. Các nhiệm vụ này chúng ta chỉ cần làm hết đi thôi được nhá. Đấy, các bạn nhiệm vụ này làm hết thôi. Còn cái quà nửa giá này, đây là một cái quà mà cho chúng ta một cái set trang bị lục thì phải, lục thì phải. Đấy, với giá là 400 KNB. Thật ra thì cá nhân mình nghĩ tựa game này không phải là một trong những tựa game khó kiếm KNB trong ngày thứ nhất lắm, bởi vì code khá nhiều đấy, code khá là nhiều luôn, thành ra có rất là nhiều KNB, và cũng chính vì vấn đề code khá là nhiều nên là nó cũng cho chúng ta trang bị luôn rồi đấy, nên là mình cá nhân mình nghĩ thì mình không mua. Bởi vì sao? Cái video này mình làm ra là để chia sẻ cho anh em cái cách mà mình chơi game đấy, cái hướng đi mà mình chơi, cái tư duy của mình khi mà chơi tựa game này, chứ không phải là một cái video nó chính xác đến cái mức mà ai cũng cần phải làm theo như vậy. Anh em hiểu không? Nghĩa là khi mình đăng video lên thì anh em xem cảm thấy hợp lý thì làm theo, còn không thì thôi. Đấy, không phải là một cái gì đó gọi là hướng dẫn cụ thể hay bắt buộc mọi người phải đi theo, anh em hiểu nhá. Đấy là cái thông cảm nhá. Rồi, ok, qua nửa giá này một mình không mua cái set trang bị này, bởi vì mình sẽ để về sau đi. Rồi, còn một cái sự kiện nữa mà mình nghĩ là cũng cần thiết, để mình xem là quỹ trưởng thành thì không nói nhiều rồi, cái này là VIP, bỏ tiền ra mình chơi theo kiểu thuần nông dân không mua gì. Đấy, chúng ta có quà liver thì anh em cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ liver, vì nó có rất nhiều giá trị luôn, rất nhiều phần quà luôn, xịn vãi đái, anh em cố gắng làm xong nhá. Quà đặc quyền, đúng rồi, đặc quyền vào game các bạn sẽ có ngày VIP 2, và mình nghe đâu sẽ chơi lâu dài sẽ được cả VIP 6 cơ. Đấy, thì nghĩa là chúng ta sẽ có một cái set tím lấp lánh như thế này, đấy gọi là set led. Thì VIP 2 chúng ta đặc quyền VIP 2 chúng ta có thể mua được một cái set
một cái set đặc quyền của VIP2 sử dụng một cái món mũ rồi đấy. Thì mọi người, mình khuyên mọi người mua tất cả, bởi vì sao, trong đây nó có một cái rất là quan trọng, đó chính là tiến cấp thể lực đan và tinh lực đan, nên các bạn phải mua hết giúp mình đấy. Cái vấn đề nó không phải cái giá, mà cái vấn đề là nó có cái để mình chúng ta cày liver. Chúng ta không thọt liver thì sẽ liver chúng ta càng cao thì sẽ càng đỡ cho chúng ta bị thọt được chiếc đó. Nhớ là kết bạn đầy đủ để lấy thể lực nhá, với lại là hoàn thành nhiệm vụ luôn. Mình thì chưa đâu, tí nữa mình mới làm, mới buổi sáng nên là mình cũng chưa cày cố nhiều lắm nào. Và còn một điều nữa mình chia sẻ luôn cho mọi người, thẻ tướng thì cứ quay hết nhá. Còn một điều nữa mình chia sẻ cho mọi người, đó là cái vấn đề chơi game ấy, video này mình làm ấy là để hướng dẫn mọi người, là để chỉ cho mọi người cách chơi của mình làm sao để chơi con game này nó không thọt. Nên là chắc chắn KNB sẽ là cái tối thiểu mà mình phải tích, chứ không phải là cứ bung hết ra để mà đạt được cái lực chiến cao nhất để mà khoe cho mọi người xem. Anh em hiểu cái vấn đề đó không? Nghĩa là chúng ta có rất nhiều cách chơi. Các bạn bung hết lực chiến ra, ví dụ như mình bung hết sạch KNB ra đấy, để mình mua hết tất cả những cái gì đó có thể đập vào tướng cho lực chiến mình cao lên, để hoàn thành xong video 7 ngày với một mức lực chiến gọi là đẹp đẽ vãi lồn ra. Xong rồi để bảo với anh em là đấy, đi có mẹ anh em thấy công lực chiến nó cao rồi nha. Nhưng mà sau cái 7 ngày đó tôi hết sạch KNB thì sau những cái thời gian đó thì tôi còn làm cái gì nữa? Chắc chắn sẽ không còn cái gì nữa đúng không ạ? Đấy, vấn đề nằm ở đó. Nghĩa là chơi theo kiểu lâu dài chứ không phải là chơi theo kiểu ăn xong 7 ngày là thôi, vứt ác ấy, kiểu 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 vậy. Ok nhá. Rồi. Bây giờ đến quay tướng này. Mình có 5.700 KNB, mình sẽ bỏ 2.800 để quay tướng một lần. Đấy, sẽ không có gì là khó khăn lắm. Một lần. Đấy, chiêu mộ cao. Và sẽ chiêu mộ xem sẽ ra được tướng gì. Tất nhiên là Thái Sư Tử à? Ủa, bị mạnh thôi xong rồi. Đồng hồ rồi. Tất nhiên là mỗi người có một cái đam mê về một cái đội hình riêng. Đấy, mỗi người có một cái đam mê về đội hình riêng, chắc chắn rồi. Nhưng mà chơi theo cái kiểu là cố gắng ép team mình theo một cái team mà nhân phẩm mình trong những cái ngày đó nó hỗ trợ tốt nhất, thì nó làm cho team bạn đầy đủ duyên nhất. Team càng nhiều duyên thì tướng càng mạnh và lực chiến các bạn càng cao. Đấy, mình chỉ quay một lần thôi, mình chỉ dám quay một lần thôi, không dám quay nhiều. Uầy, có quả giờ vàng nạp liên server các kiểu, chiêu mộ thần tài. Mình vừa chiêu được là mình sẽ lấy được cái này, toàn là đồ nạp thôi, cái này toàn là đồ nạp thôi nào. Mình đã có một con thái sư tử của đông ngô đúng không, thái sư tử của đông ngô, vậy là hai gói kia thì chắc chắn là mình sẽ mở để lấy tướng của đông ngô luôn, không đắn đo nữa, lấy chu du và lấy tiểu kiều. Đấy, rất là những con bút khác nó cũng có nhiều con bút hay hơn, nhưng mà có lẽ mình bắt buộc rồi. Ngẫu nhiên một tướng cao lỗ túc luôn, anh em thấy không, đi mẹ cuộc đời tôi nó gắn liền với đông ngô rồi, tôi không né được, vãi lồn thật. chấp nhận thôi, nhưng mà như vậy thì bộ duyên của tôi sẽ ổn áp hơn một chút. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ phải mục tiêu của chúng ta là chơi để lấy tướng chân, chứ không phải dừng ở những con tướng này, nên là cố gắng tích KNB nhá. Nào, đổi tướng được rồi nào. Chu Du này, Thái Sử Tư này, và Kiều Kiều này, tướng bút mà chắc chắn là không bị thiếu rồi. Đó, xong rồi trang bị thì sẽ cố gắng là đập trang bị lên, đập hết trang bị lên. Nói chung là cái bắt buộc chúng ta phải đập rồi, không đập không được, nâng cấp hết trang bị lên. Đấy, ui, mạnh con Kiều Kiều làm quả mũ chất chơi người rơi thế. Rồi, ok. Những con tướng mà lúc nãy chúng ta cộng ấy, ui, đi vào 21 mở à. Lên đến vào 21 chúng ta có thể xay nó ra nhá. Em xay những con tướng lúc nào chúng ta cộng để đi map ra. Xay ra để mà lấy lại cái tiến cấp để mà nâng tướng của chúng ta. Đấy, như vậy nó sẽ đỡ hơn. Đấy. Không là tôi sợ cũng không đủ tiến cấp đâu, nâng liver phát này, ngay cả EXP nâng liver nữa này, nhiều cái phải lấy lại lắm mà chưa đủ liver lấy lại rồi nha. Tăng bậc này, tăng đều chúng nó lên trước, thiếu đâu tính đó, tăng đều lên được bậc một thì đã, cộng một thì đã, xong rồi những con chủ lực chúng ta đi tiên chúng ta nâng trước, không
sao vẫn đủ, vẫn đủ đủ cho cả luôn. Rồi còn vấn đề tăng sao này thì thái sử tử, chu du thái sử tử. Rồi còn mình sẽ ưu tiên dùng con thái sử tử đi. Mình nghĩ là đám đốt của chu du lúc đầu nó sẽ chưa đạt được hiệu quả cao lắm, nó phải lên cao cao đến nữa, phải thêm một vài tướng đốt nữa. Nên mình sẽ lấy đam chủ lực là thái sử tử, nên mình sẽ tăng sao cho thái sử tử chủ yếu. Rồi ok, tầm tầm vậy thôi. Ok, tầm tầm vậy thôi. Tiếp theo tinh tinh luyện trang bị, tinh luyện trang bị để mà làm nhiệm vụ. Đấy, nhưng mà có một cái nhiệm vụ tinh luyện trang bị chúng ta vẫn phải làm, cho tất cả nhiệm vụ ở trong ngày chúng ta cố gắng làm hết giúp mình nhé. Rồi đấy, bây giờ đi map cho nó sẽ ổn hơn một chút. Những cái map nó mình đang còn kẹt ở đây đấy. À, thể lực thì các bạn dùng để đi map hết nhá, dùng hết luôn nhá, không có giữ lại, không có tích thể lực với lại tinh lực nhá, dùng được dùng hết. Map không đi nữa thì chúng ta quét đấy, đừng có tích, tích là toang đấy. Chúng ta cố gắng mua, chúng ta bỏ KNB ra để mà mua là để chúng ta có lực lượng cleaver cao nhất và gọi là tăng lực chiến nhiều nhất đấy, chứ không phải là để tích mua về xong bỏ bỏ trong túi là chết đấy. Dùng hết nha, dùng hết trong ngày đầu tiên, ngày mai có bao nhiêu thì ăn nốt. Có 3 mốc để ăn thể lực hàng ngày, nhớ là ăn trong, nhớ online để mà nhận cho hết nhá. Đấy, quay tướng thì quay vậy vậy, quay như vậy thôi, để KNB tích KNB ở đấy để làm việc khác nữa. Chúng ta còn lâu dài, còn nhiều tướng là phải kiếm. Rồi nhiệm vụ chúng ta chỉ có là đi map như vậy thôi là xong. Đấy, ngày đầu tiên không có gì gọi là nhiều lắm. Đấy, tất cả những cái gì trong ngày chúng ta nhớ làm hết sạch, từ đánh phụ bản, đánh phó bản, đánh đấu trường, làm hết giúp mình nhá, đừng để sót cái gì. Xem trong cái event 7 ngày hay là cái quà cấp ấy, xem nó yêu cầu làm gì thì nhấn vào làm nó sạch nhá. Ok, mình sẽ trở lại vào cuối ngày để cho mọi người xem là cuối ngày đầu tiên lực chiến của mình sẽ được bao nhiêu và liver mắt của mình sẽ được bao nhiêu nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Ok, hello anh em. Cuối ngày thứ nhất rồi thì quay trở lại để tổng kết lại một ngày qua mình đã làm gì. Thật ra là thời gian buổi tối mình khá là bận nên là mình bỏ qua khá nhiều sự kiện, đặc biệt là boss 3. May ông băng chủ không kích tôi sợ thế. Về các hoạt động trong server thì chắc chắn là mình phải kêu mọi người cố gắng online đầy đủ và nhớ các mốc giờ để bỏ online đấy. Bận thì thôi chứ còn game mà chơi để giải trí, nên nếu anh em mà rảnh chỗ thì chú ý đến các mốc giờ để mà không bỏ qua bất kỳ một cái mốc nào. Với phần bang hội nhá, mình sẽ nói một chút về bang hội. Một game cày cuốc theo cái dạng là thẻ bài ấy thì từ trước đến giờ nó luôn có một quy luật, đó là đôi khi ấy chỉ có những cái bang mà kiểu tầm trung và bình thường thì họ mới không quan trọng cái vấn đề đua top. Còn nếu như mà là một bang hội thuộc thành phần đua top để lấy thứ hạng ấy thì chỉ có thể bạn là thân thiết với bang chủ, còn không ấy thì người ta sẽ tập trung và ưu tiên những anh em nào có khả năng hoặc là có lực chiến cao hoặc là mạnh thực sự để kéo vào bang, bất chấp việc là bạn có tuân thủ tất cả những cái nội quy của bang hay là công hiến full các kiểu cũng không ăn thua. Chính vậy lời khuyên cho mọi người là nên vào, nếu như là nông dân chơi thì tốt nhất là nên vào những bang hội vừa vừa thôi, đừng có đâm đầu những bang hội lớn ngay. Và thứ nhất là mất thời gian, nhưng mất thời gian thì chờ người ta duyệt. Thứ hai đó là rất dễ bị kích. Đấy, không trách được đâu, không các bạn không trách được đâu. Rồi tổng kết ngày thứ nhất thì ác của mình thì không nạp và chắc chắn này. Cốt thì mình ăn chỉ những cái cốt mà cốt chung thôi, còn cốt kiểu live stream, cốt kiểu landing tượng ăn, cốt live stream này, rồi cốt lấy trên fanpage với lại group ấy. Thì thật sự mà nói thì anh em cũng thấy là định mệnh khó lấy bãi đái, là làm nhiệm vụ kiểu mà cả ngày rồi chưa thấy admin gửi link để mà xác nhận lấy cốt vãi đái lắm. Nên là chịu thôi, cốt chịu, chắc là để một hai hôm nữa nó sẽ đỡ đỡ thì người ta mới phát cho mình, thì mà một hai nữa lúc mình nói sau. Và hôm nay thì đây nó chỉ có được như thế này. Đấy, mua full thể lực hoạt lực đi map các kiểu, phụ bản đi với đội hình như thế này của mình đi được đến tầng 17, chắc là đang kẹt ở map 17 luôn rồi. Đấy, đang kẹt đấy, đúng là mình đứng ở chỗ tầng này của tầng Tư Mã Ý thôi mà mình bị kẹt đúng vào cái map này luôn, không đi được. Đấy, phó bản tinh anh thì ở
tầng 10. Đấy, thì lực chiến là 230.000, 233.000. Đấy, tiêu hết theo hỏa lực, tiêu hết thể lực rồi. Đấy, KNB mình còn 11k. Đội hình thì anh em thấy đây, Thái Sử từ với cộng 4, thay từ cộng 4, Chu Du cộng 3. Đấy, lại cộng 3 hết, mình không có đủ một con tướng nào để mà nhét vào slot. Slot mình mở rồi, mình không đủ để mà nhét vào cơ. Đấy, đau đớn lắm. Đấy, main cộng 4, River max là 34. Max là 34 rồi. Lên level 35 nó sẽ lên tầm khoảng 48.000 gần 49.000 EXP, mà mình chấp nhận là nhiệm vụ mình còn bốn cái nhiệm vụ mình chưa làm, nhưng mà bốn cái nhiệm vụ này cộng lại thì cũng không thể giúp mình lên được level, nên là dù mình nghĩ là anh em có ăn full code hay là nhận làm full nhiệm vụ hàng ngày thì mình nghĩ là mốc level giới hạn chắc là chỉ dừng ở cỡ level khoảng 34 thôi. Hoặc là nếu ông nào kiểu hên hên mà mở dương các kiểu ra thì mạnh toàn thể lực thì nó lại là một vấn đề khác. Nhưng mà nếu mà như vậy đi nữa, full kiểu hên, mắc hên nữa thì chắc căng đét lên được level 35, chắc là không hơn nữa đâu nhỉ. Đấy, đối với mình thì chỉ dừng ở đấy thôi. Ok, chung là ngày thứ nhất đã trải nghiệm sau. Ngày mai mình sẽ tiếp tục làm video cho mọi người về ngày thứ hai, mua gì, làm gì. Và cuối ngày thứ hai, mốc lực chiến sẽ là bao nhiêu và level sẽ là bao nhiêu cho mọi người. Ok, nói chung là video này thì xin phép kết thúc đây thôi. Đấy, bye bye anh em. A few moments later. Ok, hello, xin chào anh em. Tiếp tục với ngày thứ hai là ngày hôm qua, thực ra là ngày thứ hai ngày hôm qua không ạ, nhưng mà tối hôm qua tôi like nên là không có thời gian quay video, like xong tôi đi ngủ luôn ạ. Đây là sáng sớm nay tôi phải vào đang dụng người. Đây là sang ngày thứ ba rồi nhưng tôi chưa đụng chạm một cái gì hết, thể lực tôi cũng còn 96, tôi chưa đụng một gì hết. Thì chốt lại cái ngày hôm qua khi mà online xong ấy thì sẽ có những cái như sau. Lực chiến tôi đạt là 356 triệu, KNB còn 15.000, tôi vẫn không quay tướng, đủ tướng up lên thôi. Chốt gần cuối ngày thì tôi vẫn dùng hình năm đấy, nhưng mà sau đó tôi thêm một con tướng vào xem lực chiến tăng được nhiều không, tăng được khoảng tầm 40k lực chiến. Tôi lắp được thêm một con tôn kiên và nó chả có đồ lạc đéo gì cả, lực chiến nó tăng đéo nhiều. Với lại là có điểm thêm đơ ấy nhở, xong mà mới sáng ra thêm đơ, chưa có đồ lạc gì luôn. Đấy, nên là tôi nghĩ là tại khi mà lắp thêm một con tướng nữa vào với việc nó không có đồ ấy, đi map toang vãi hết luôn là không ạ, không thể nào đủ sao được. Sợ thực sự là một số anh em chơi thì mình khuyên anh em là bởi vì những cái ngày thứ hai này nó chưa ép các bạn phải làm một lúc chiến nào cao quá ấy. Một số cái nhiệm vụ yêu cầu các bạn phải lắp 6 tướng hay là các bạn phải nâng đồ hay là nâng liver tướng ấy, thì các bạn có thể đợi đến khoảng những cái ngày cuối cùng thì các bạn lắp lên cũng được. Tầm này lắp sớm quá đi map thọt dã man luôn anh em. Rồi, ngày hôm nay chúng ta có những cái gì? Với sự kiện đăng nhập 7 ngày ở ngày thứ... đây là cái nhận quà tôi đăng nhập ở cái ngày thứ 2 thì cái gói nửa giá của nó là cái gói đan tăng sao. Thì cái này là cái mình khuyên mọi người nên mua. Đấy, 500 KNB với lực 200 đá tăng sao dùng để tăng cho các tướng của các bạn. Đấy, thể lực, hoa lực vẫn mua full. Và địch mệnh buồn cười thay, tối hôm qua tôi lại livestream với địch mệnh nhiệm vụ boss 3 này, nhiệm vụ vấn đáp này thì mình sẽ bỏ qua hết câu mà vẫn dám làm, tôi vẫn chưa bị kích. Hai ngày liên tục không tham gia boss 3. Quốc chiến nhỉ, quốc chiến là một trong những cái chức năng, hôm nay rồi đi vào 36 rồi thôi. Đấy, mắc ngày đi vào 36. Về quốc chiến thì nó sẽ như sau. Chúng ta có một cái thành gốc, chúng ta có một cái thành gốc và những cái thành phụ. Nhiệm vụ của chúng ta tốt nhất là mọi người nếu như các bạn đánh thua các bạn sẽ bị đẩy về cái thành chính. Đấy, các bạn chiếm giữ những cái thành phụ này các bạn sẽ được những cái phần quà. Đấy, những cái phần quà như cái di chuyển đến các thành phụ này. Đấy. Đứng đây là mình giữ một cái số cái thành xịn sò một chút thì các bạn sẽ được tặng phần quà, đó là cái nó gọi là cái gì nhỉ, một cái điểm đéo đấy tôi quên mất rồi. Đấy, thủ thành sẽ được tặng. Ngoài ra thì có những cái này nó gọi là thảo phạt. Đấy, những bọn thảo khấu đấy, chúng ta sẽ đánh cái bọn thảo khấu này để làm nhiệm vụ nhá. Ngoài ra ở đây chúng ta có một cái nhiệm vụ hàng ngày đấy, chúng ta sẽ cố gắng nhận nhiệm vụ và hoàn thành cái nhiệm vụ ở đây, tích lũy thảo phạt một lần này. Đấy, may quá chưa đánh thảo phạt một ngày chúng ta có thể nó sẽ tự động rớt thôi, tự động hiện thị thảo phạt thôi, chúng ta sẽ thảo phạt để làm nhiệm vụ. Nói chung là thảo phạt có rất là nhiều tác dụng, nó có cả bảng xếp hạng thảo phạt luôn, nên là các bạn cố gắng làm cho mình. Ngoài ra các bạn cũng có thể chiếm những cái thành, đánh những cái mục tiêu của những cái thành khác
những tiêu những cái thành khác để mà mang lại chiếm được những cái khu vực thành đấy cho quốc gia của các bạn. Hôm qua quốc thành thì ngụy ngụy có ông top 1 server thì mạnh xịn sò đấy, thì nó làm gì được. Hôm qua tôi còn nhận được quả code là code hình như là có code VIP 14 thì phải. Đấy, nghĩa là server có ông có người đầu tiên đạt VIP 14 tặng cho quả code luôn, mãi là hay thật sự mà định mệnh đấy là thanh niên đó đấy. Đấy, anh em check hết cái map xem còn có thảo phạt không thì quét quét thảo phạt giúp mình nhá. Đấy, đừng bỏ qua thảo phạt trong quốc gia, những cái này nó đa phần là những cái nhiệm vụ thôi, chúng ta sẽ vào để nhận thôi. Đa phần thảo phạt nó chỉ có vậy, đa phần nó chỉ có vậy, sau đó vào nhận quà đấy, những cái quà từ những cái thành và chiếm thành các kiểu nhận được này, nó quà thảo phạt là nhiệm vụ vậy đấy. Hàng ngày nhớ check thường xuyên nhá và nhiệm vụ hết nhá. Đây là của những ngày mới hết rồi, chả có cái gì cả. Chắc chỉ có vậy thôi. Level 36 là kiếm 350 triệu. Đấy, đi đến tầng đi đến map 20. Đi đến map 20 là đứng. Không đi được, không vừa nữa. Map rồi, không đi qua cái ải quan liêu bị này. Còn phó bản tinh anh thì đi ở đến tầng 12, như thế này là có thể đi hơn được. Tôi hôm qua tôi hết thể lực thì không đi được. Đấy. Hôm nay thì nó mới có nhưng mà hôm nay nó thuộc ngày mới rồi nên tôi chưa đi. Đấy, để cho nó gọn. Về phần chiêu mộ tướng thì tôi đang băn khoăn thì có nên chiêu mộ tướng tiếp không, để thêm một số tướng nữa cho team để kích duyên ấy, để kích duyên đấy, thì cái này tôi đang băn khoăn. Tôi nghĩ là nếu như KNB của tôi tích được cỡ khoảng tầm 20.000 thì tôi sẽ đóng thêm một phát nữa để xem nhân phẩm như nào, lấy thêm tướng kích duyên nữa chứ, còn như này thì nó hơi thấp đấy. Với tướng thì chúng ta khi mà gộp khi khi mà các bạn ghép được thành tướng cam đổ lên ấy, thì chúng ta sẽ có cái phần là kích đồ giám. Sau khi kích đồ giám xong các bạn có thể thu hồi con tướng đó để lấy được cái gọi là cái tinh hồn như sao ấy, hoặc là vào chỗ mảnh tướng này các bạn bán hết mảnh tướng tím ấy. Đấy, để thu được cái đá tinh hồn này. Đấy, đây này là à hồn tướng tướng hồn tướng hồn thì các bạn có thể vào shop để mà đổi mảnh tướng, đổi mảnh tướng của những con tướng ở đây. Đấy, anh em thấy không, anh em có thể reset để đổi mảnh tướng, bởi vì chúng ta có một cái nhiệm vụ đó là nhiệm vụ reset. Đấy, một cái nhiệm vụ là làm 30 lượt reset cái shop tướng này nha. Các bạn cứ chăm chăm chỉ reset vào, có thì mua không có thì thôi, cứ chăm chỉ reset một ngày mắc 40 lần full hết rồi ok. Đấy, nói chung là ngày thứ hai thì đó là những cái lưu ý của mình với mọi người. Đấy thì game này thì chúng ta cũng có thể thấy được trong cái quá trình PK thì các bạn có thể thấy được có cái điểm đặc trưng của game, đó là các bạn có thể xếp xếp tướng theo 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 cái mục đích của các bạn, nhưng mà cái việc vị tướng đó đánh trước hay đánh sau nó lại là gọi là xếp tướng tự do. Các bạn có thể xếp những con tướng con trâu ở đi hàng đầu, nhưng mà việc con nào con đang trước thì lại phụ thuộc vào cái việc xếp xếp ở chỗ vị trí tấn công. Đấy, các bạn để những con đam chính hay những con khống chế ở vị trí tấn công đầu tiên, nhưng các bạn vẫn có thể để nó ở hàng dưới để tránh bị gây sát thương và chết sớm. Đó, đa loại vậy, nhưng mà khá thú vị. Rồi, ok, chung là video ngày hôm nay thì có lẽ mình sẽ phép kết thúc ở đây thôi. Mình sẽ trở lại với anh em video ngày thứ ba và ngày thứ tư trong thời gian sắp tới. Ok, bye bye anh em nhé.